Chào em, chị tên là Thắng, Lê Thị Chiến Thắng. Chị sinh năm 1973 nhưng bây giờ là 20 tuổi. Chị thì có cái đau cổ vai gáy. Chị thì tất nhiên là cũng trị bệnh nhiều nơi rồi. Thế nhưng mà quyết định chọn Healthcare bởi vì ở đây có bà chủ, có chị Nga rất là dễ thương. Thì chị em cũng chơi với nhau nên là Nga giới thiệu cho chị thì chị cũng biết là chị đến. Thì đến đây thì được trải nghiệm những cái liệu pháp về y sinh học, kiểm tra kim loại nặng, cái độ sạch của máu như thế nào, truyền vitamin, rồi tiêm D để cho người mình nó khỏe hơn. Nói chung thì là ở đây rất là tuyệt vời, các em rất dễ thương, luôn luôn có nụ cười trên môi, chăm sóc khách hàng rất là nhiệt tình, thân thiện. Đến đây thì cảm giác như là được về nhà ấy. Chị cũng đã điều trị cũng lâu lâu rồi nhưng mà một thời gian thì chị bận, chị không có đến được. Nhưng mà đợt này thì chị đến thường xuyên hơn bởi vì ở đây có bác sĩ Ấn Độ, bác sĩ về cơ xương khớp, bác Sang, và chị cũng đang trị liệu cái với bác sĩ và chị thấy nó phù hợp với bản thân mình, cải thiện rất là nhiều mà rất là nhanh ấy. Chị hôm nay là bác sĩ cho chữa chị được 3 buổi rồi. Thì cái buổi đầu tiên chị đến là chị rất là đau cứng toàn bộ người ấy. Bác chỉnh cho chị nhưng mà bác làm một cách nó rất là nhẹ nhàng. Thì bây giờ thì chị thấy cái giấc ngủ của chị nó cũng sâu hơn, cũng ngủ được nhiều hơn. Chị đang sử dụng cái dịch vụ của bác sĩ Ấn Độ này. Thì chị thấy là nếu như có cơ hội mà bác sĩ sang đây ấy, ai mà bị về cơ xương khớp ấy thì hãy đến đây trải nghiệm một lần để biết. Thì khi mà chị được làm thì chị cảm nhận được những cái năng lượng đấy nó đi vào cái tế bào của mình và nó làm cho các cái tế bào của mình nó được giãn ra, và mình cảm nhận được cái sóng, cái năng lượng nó đi vào trong cơ thể của mình đến đâu, mình cảm thấy thư giãn, nhẹ nhàng. Thì mình cảm giác như cái người mình nó rất là nhẹ và nó không có bị đau như lúc mà chị đi nắn ở những cái chỗ khác và người ta ấn huyệt quá mạnh ý, thì về nhà mình cũng rất đau. Thì nếu như mà ai mà bị về cơ xương khớp ý, thì hãy đến đây cho cơ hội cho mình thử một lần xem sao. Rất là cảm ơn Healthcare bởi vì chị Nga đã luôn luôn đi tìm hiểu những cái mới nhất, những cái thông minh nhất, tốt cho con người mà tốt một cách tự nhiên ý, mang về đây để cho những người như bọn chị không biết tiếng Anh nhưng mà vẫn có thể được hưởng những dịch vụ rất tốt ở tại Việt Nam. Cảm ơn Healthcare rất là nhiều. Chúc Healthcare sẽ mang được thật là nhiều những cái giải pháp thông minh để giúp cho người Việt Nam được khỏe mạnh. Healthcare, trung tâm y sinh học dẫn đầu châu Á, chuyển giao công nghệ độc quyền từ châu Âu. 6A Phạm Đình Toái, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Hồ Chí Minh. 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh. Hotline 0901 311 355. Email info@healthcare.vn.